Hello, Anh Quỳnh xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả tại Việt Nam. Bây giờ là bên đó Việt Nam bây giờ là 7 giờ tối của ngày thứ sáu thì phải. Hiện tại bây giờ mình Quỳnh đang ở tiểu bang Minnesota. Bây giờ là 7 giờ sáng của ngày sáng thứ bảy. Quỳnh tối hôm qua bay đêm, bay từ nhà Portland qua bên Minnesota để đổi máy bay. Và đến đây thì bay chuyến nửa đêm, bay 12 giờ 40 sáng. Thì đến đây là 5 giờ gần 6 giờ sáng thì để chờ một tiếng đồng hồ để đổi máy bay bay qua Dallas. Nhưng mà bây giờ máy bay đang bị delay cho tới 9 giờ mấy, 9 giờ 40 máy bay thì delay khoảng 2 tiếng rưỡi. Cho nên hiện tại bây giờ mình đang ngồi trong cái lounge, cho cái phòng chờ, cái phòng VIP của hãng Delta, ngồi uống cà phê để ngồi chờ thêm 2 tiếng nữa mới ra máy bay. Trước hết thì Mạnh Quỳnh kính chúc tất cả quý vị khán thính giả khắp mọi nơi, tại Việt Nam, tại Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới nơi mà có người Việt Nam mình cư ngụ, thì kính chúc tất cả quý vị có một cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm bên cạnh gia đình và người thân của chúng ta. Hôm nay là thứ bảy, thì ngày bảy bảy tây tháng 10 thì Mạnh Quỳnh hát cho công ty điện tử Teletron tại Dallas, Texas. Và ngày mai thì Mạnh Quỳnh sẽ bay qua bên Atlanta, tiểu bang Georgia để hát cho một cái chương trình từ thiện của tu viện Vô Vi Hạnh thì phải. Đó là cái tuần này Mạnh Quỳnh đi hai show. Và tiếp sau đó thì tối 12 tây thì Mạnh Quỳnh sẽ có mặt tại Sài Gòn để chuẩn bị cho cái show tại phòng trà Đồng Dao vào ngày 14. Mạnh Quỳnh được biết là vé show ngày 14 ở phòng trà Đồng Dao của Mạnh Quỳnh với đêm nhạc là Khi Người Giàu Tương Tư, đã hết vé rồi. Mạnh Quỳnh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đó thì Mạnh Quỳnh sẽ bay ra Hà Nội để tham dự chương trình đại nhạc hội Người Tình Ba tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Thì thành phần nghệ sĩ thì Mạnh Quỳnh đã có quảng cáo trong cái livestream được rồi. Quý vị nào mà chưa có vé hoặc là chưa có xem cái chương trình livestream Mạnh Quỳnh thì vào trang Mạnh Quỳnh Official Facebook hoặc ở YouTube hoặc là trên cái fanpage của Mạnh Quỳnh để lấy thêm chi tiết nha quý vị. Và sau đó ngày 21 Mạnh Quỳnh sẽ bay ngược vào Sài Gòn trở lại phòng trà Đồng Dao để làm đêm nhạc những tình khúc của hai nhạc sĩ Trúc Phương và Thanh Sơn. Thì Mạnh Quỳnh cũng được biết là vé cũng bán cũng rất là tốt, hình như cũng còn sắp sold out rồi, cho nên những quý vị nào chưa có dịp xem Mạnh Quỳnh hát đợt này thì tranh thủ nha. Ai đây? Mai Trang. Chú ơi, Mỹ Cầm, Mỹ Cẩm, Mỹ Cầm. Hello bà Sương Sương. Ôi nhiều thế, mới vô mình không có báo mà đã có nhiều người vào xem rồi. Mình đang ở trong cái lao, cái phòng chờ rất là lớn ở sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul, là một trong những sân bay chính của hãng máy bay Delta. Thì quý vị biết là mình đã bay hãng Delta cho đến từ lúc mà Mạnh Quỳnh bắt đầu sự nghiệp của Mạnh Quỳnh đi ca hát của Mạnh Quỳnh cho tới bây giờ là gần 20 năm, 97, 28 năm rồi Mạnh Quỳnh bay hãng Delta và hãng United. Và cho nên những cái số điểm mà cái những số mà mile, số dặm Mạnh Quỳnh bay cho cái hãng này nó đã lên tới hàng thấy hàng triệu mile dặm rồi, cho nên
được ưu đãi rất là nhiều, từ bay mức vé hạng thường thì nó tự động nó upgrade, nó đưa mình lên tới hạng thương gia. Và đêm qua thì chuyến bay đêm thì mình cũng được ngồi ghế ba to với thương gia và cũng nằm ngủ được 2 tiếng. Mắt mình nhìn không có thấy rõ nha quý vị, nếu mà quý vị nào mà vô chào Mạnh Quỳnh mà Mạnh Quỳnh đọc không rõ thì bỏ qua cho nha. Nữ có mang kiếng đây nè, nhưng mà tại vì làm biếng đeo. Thử lấy kiếng ra đeo coi trên coi coi có đẹp không. Đâu rồi? Thôi để hôm khác đi, để hôm khác mình lấy kiếng ra đeo cho quý vị xem nha. Bây giờ nó nằm một đống trong đây rồi. Nằm tuốt ở dưới rồi, thôi khỏi đi. Đợt này thì mình về Việt Nam cũng tương đối ngắn ngày và chỉ nhận được 4 show diễn thôi. Và phần còn là những ngày còn lại giữa tuần thì mình đi thu âm và cũng như đi chụp một số hình mới để làm trong những cái quảng cáo, những poster cho những cái show diễn sắp tới của Mạnh Quỳnh đó quý vị. Bây giờ còn tương đối trẻ trẻ chút xíu thì tranh thủ chụp, chứ để vài năm nữa thì nhan sắc nó tàn phai thì không có chụp được. Mình mới mới cắt tóc hôm qua và cũng đã nhuộm thành nhuộm đen được chút xíu, chứ mà mình quỳnh mà nếu mà không có cắt tóc, không có nhuộm tóc thì quý vị biết là tóc mình nhìn bạc trắng, bạc từ đây hai bên này là bạc nhiều nhất, rồi tinh lên đỉnh đầu là quý vị thấy là đã đen được chút xíu rồi. Thôi nghe, vô hỏi thăm quý vị chút xíu vậy thôi. Bây giờ mình gần phải đi đây. Ok, mình biết rồi. Đợt này thì Mạnh Quỳnh chỉ về gấp gáp và Mạnh Quỳnh chỉ làm những một cái chương trình lớn cùng nhiều anh chị nghệ sĩ ở Hà Nội thôi. Cái show ngày 20, cái show đó mới là show chính. Cho nên mỗi lần về gì rất là vừa xa xôi vừa tốn kém mọi thứ, cho nên Mạnh Quỳnh về mới tranh thủ làm một vài show phòng trà, hát cho quý vị, những người mà yêu thương tiếng hát của Mạnh Quỳnh đến xem. Vậy thôi, còn những cái chương trình mà có các con cũng như các học trò thì Mạnh Quỳnh sẽ hẹn gặp lại quý vị vào những dịp gần cuối năm. Thì Mạnh Quỳnh sẽ về, tranh thủ về làm 1 2 đêm, giống như cái năm rồi Mạnh Quỳnh làm cái chuyện trò cuối năm đó quý vị, để chúc Tết quý vị trong năm tới, năm mới. Đó là dự định như thôi. Còn bây giờ thì tháng 10 thì về Mạnh Quỳnh chỉ hát có 4 show thôi, ngày 1 show chính, nhiều các nghệ sĩ, và 3 cái show rẻ lẻ riêng của Mạnh Quỳnh. Là cái show mà 14 tay ở Đồng Dao là chương trình nhiều nhiều bài hát của tất cả các ca nhạc sĩ mà Mạnh Quỳnh yêu thích, và cũng những bài hát mà Mạnh Quỳnh đã hát trong suốt gần 30 năm qua. Thì Mạnh Quỳnh chọn lựa lại, tuyển chọn lại một số mà bài hát mà Mạnh Quỳnh yêu thích để hát thì quý vị nghe trong cái đêm 14 tay. Và ngày 21 thì Đồng Dao thì Mạnh Quỳnh sẽ làm đêm nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương và Thanh Sơn, cũng gồm những nhạc phẩm mà Mạnh Quỳnh đã hát cũng rất nhiều và đã gom lại thành khoảng 20 đến 25 ca khúc để hát tặng quý vị trong cái đêm rất rất là hay. Những bài hát mình chọn lựa cũng rất là kỹ. Và cái show ngày 24 ở Sky Lounge ở 35 36 Láng Hạ gì đó ở ngoài Hà Nội thì mình Quỳnh chỉ nhớ không.
không nhớ địa chỉ thì quý vị vào phòng trà Skyla website để quý vị tìm mua vé hoặc là gọi điện thoại ở trong cái show, cái quảng cáo trong cái poster mà mình Quỳnh đăng trong cái livestream mà Quỳnh vừa rồi đó, hoặc là trên trong cái poster trong cái mình Quỳnh có đăng á, thì quý vị vào đó để liên lạc và mua vé nha. Thì đêm đó thì đêm 24 đây là đêm cuối cùng trước khi Mạnh Quỳnh trở lại Mỹ, thì Mạnh Quỳnh sẽ làm một đêm nhạc của những tình khúc của nhạc sĩ Lam Phương, cũng nhiều rất là nhiều nhạc phẩm rất là hay mà quý vị sẽ không thể nào bỏ qua được, tại vì ít khi nào Mạnh Quỳnh có làm những cái chương trình mà riêng của những tác giả, cho nên những cái bài mà Quỳnh lựa chọn là phù hợp với giọng hát của Mạnh Quỳnh và cũng như những bài mà Mạnh Quỳnh yêu thích trong suốt bao nhiêu năm qua. Quý vị nghe mình nói rõ hơn. Ok, vậy Mạnh Quỳnh bay nha. Bây giờ là 7 giờ 15 phút tại giờ địa phương, là giờ ở tiểu bang Minnesota. Mạnh Quỳnh đang ở sân bay Minneapolis Saint Paul để chuẩn bị bay qua Dallas. Chiều nay thì Mạnh Quỳnh hát ở công ty cho công ty điện tử Teletron tại Dallas. Những quý vị nào ở Dallas hoặc là ở những vùng phụ cận hãy đến nghe mình Quỳnh hát cũng như anh chị em các nghệ sĩ hát phục vụ quý vị ngày thứ bảy nha. Ok, kính chúc mọi người, kính chúc tất cả quý vị khán thính giả yêu nhạc khắp nơi, yêu thương tiếng hát Mạnh Quỳnh có một cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là đầm ấm bên cạnh gia đình người thân của mình, và hẹn gặp lại quý vị tại Việt Nam vào ngày 14 tây tháng 10 tuần sau ngày thứ bảy với đêm nhạc Mạnh Quỳnh và khi người giàu tương tư. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bye.